Mình quay cái trán đi. Ngủ đi. Nhắm mắt đi đừng có mở. Sao ngủ được? Nhắm mắt lại. Rồi. Đi chưa? Mạng đỏ quá mà. Coi YouTube của ai? Của em hả? Của chị con mới con qua. Điện rồi con luôn. Mụn bắt đầu nó cũng khô, cái nó quéo ở trong rồi đó thấy không? Trước đó là chị uống bao lâu? Cho nó uống bao lâu? Nghỉ lâu rồi mà. Nghỉ thì nghỉ nó mới bùng nhiều á chị. Uống ý là được 1 tháng không? Không, không tới đâu. Hơn nửa tháng, hơn nửa ngày. Ngày. Khô nó nằm vô bên trong luôn chị thấy không? Cái này nó là do đeo cái khẩu trang đi hạt nó còn nặng không nè chị. Cái đợt mà nó uống thuốc sao mà nó đau dữ vậy đâu. Nó gây một tí cái khẩu trang á. Chị quê ở đâu chị? Em cũng Ngãi. Chị vô đây Sài Gòn lâu chưa? Lâu rồi mà ở nhà không có nói tiếng quê ha. Chị ở đâu Quảng Ngãi? Quảng Ngãi, Nghĩa Hành, có chồng Quảng Ngãi chứ cũng Nam. Vậy hả? Bé này nó Quảng Ngãi nè. Quảng Ngãi mà ở đâu đó bé? Dạ, Mộ Đức. Mộ Đức. Thà lắm giùm cô nha, không đừng có. Con chị đau con. Mụn mà nằm con này nó lì á thấy chưa? Rút đi. Rút gì? Rút vô đầu. Ừ, nó khô nó rút vô chứ. Cái bài làm TikTok luôn.
Thôi nhắm mắt đi. Mở mắt thấy dễ chịu hơn hả? Dạ. Vậy mở đi. Năm rồi là mấy mụn nó như vậy thôi nè, chứ nó không có đến nỗi nó viêm như dưới đó. Đúng không con? Dạ. Đi sớm là nó ok rồi. Là bữa đó chị Nga có thấy mặt bé này không? Dạ không. Bữa đó đi học hả chị? Nó đi học nên có nhà. Thấy tình hình một cái hình chụp cũng bữa tết. Bữa tết thì nó không có như vậy. Bữa thôi. Tại đặt cái trán không mà tới tối luôn á. To thế này. Em bỏ mặt nạ vô trong tủ lạnh rồi phải không? Cái này về có gội đầu đừng để xà bông dính vô mặt nha con. Đau hả? Tới đây lại đau à. Mẹ ngồi đợi đi chứ còn lâu lắm. Đứng ngó biết chừng nào. Cũng muốn dùm thử.
Cái mắt nó đỏ quá. Cô lấy vô bụng nhẹ nhất rồi đó. Nhanh vậy. Chắc phải nhiều. Nhanh. Rồi đó.